Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bộ đĩa sâu của thằng Full Select nha. Đó, quá ok ha. Một đường dài nha, 5m ha. Đó, anh em muốn lên đĩa sâu thì ghé bên độ xem nha. Rồi, chào anh em Full chờ 125. Giới thiệu với anh em cấu hình lên combo bộ đĩa sâu nha. Em làm là full cho anh em để cho đi chơi test luôn. Đó, anh em muốn sơn si dọn kiển làm nồi làm máy lên đĩa sâu ghé bên em xin kê đồ để cho anh em tham khảo nha. À, con này xem đi hàng này Nissin bạc ha. Đó, xin bạc đi đĩa lớn bát lớn nha. Riêng phần cái ben thì em dùng là ben Nhật nha, ben Nissin Nhật ha, cho nó bền nha. Đó, lắp theo phiên bản mới là đạp pedal rất là cao và thắng rất ngon ha. Đó, rất sướng nha. Ở sau lắp ráp như zin là không trên đồng đời. Quay cho ở sau cho anh em coi luôn. Em lắp là như zin ha. Đó. À, em anh em mà đi phuộc kiểu mà đi đĩa sau rất hợp nha. Đó, nhìn rất là cứng xe và đẹp ha. Rồi, test bánh xe cho anh em luôn. Bánh xe là bao nhẹ nha. Nhẹ nhàng cho anh em. Đó, em làm là form full cho anh em ha. Đó, ngon là cần đào. Càng chạy càng nhẹ nha. Anh em chạy càng nhạy nữa thì cái đĩa này nó đều với bố nha. Cái này mới lắp xong xuôi luôn. Đó, quá ok luôn. Full trước sau ha. Đó, ok nhẹ nhàng cho anh em để cho anh em đi chơi đi tour đi phượt nha. Đó, các em có nhận lên full kiển xe nha, lên full kiển dàn trước dàn sau luôn. Đó, anh em muốn đi dây màu có dây màu ha. Đó, muốn đi dây kiểu có dây kiểu luôn để cho anh em chạy phượt nha. Đó, chút nữa em sẽ vào vòng để cho anh em tham khảo của mình cái lực thắng bánh sau ha. Rồi, em chào anh em Full LED nha. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo bộ đĩa sâu của thằng Full LED nha. Đó, quá ok ha. Một đường dài nha, 5m ha. Đó, anh em muốn lên đĩa sâu thì ghé bên độ xem nha. Bên em là chuyên lên đĩa sâu dòng Full LED nha. Đó, thắng rất ngon ha. Và bao ok thắng lít bánh cho anh em. Để cho anh em đi chơi đi tour phượt ha. Đó, giúp lít bánh thôi. Test lần nữa cho anh em tham khảo luôn ha Dũng. Đó, quá ngon. À, cái này chạy càng ngày càng thắng càng ngon ha. Càng ngon càng bốc ha, không có sợ bị tình trạng là cà bố cà đĩa. Đó, mới thắng nhẹ đã thấy lít bánh rồi. Đó, cái này anh em đi đường dài đường trường rất sướng nha. Giúp nhẹ là thắng thôi. Đó, test cho anh em tham khảo thắng ha. Đó, bao ok. Giúp lít ha. Đó, quá sướng ha. À, dòng nữa cái này đi Dũng. Rồi, test cái nữa cho anh em tham khảo nè. Đó, quá ok. Rồi, dựng lên cho anh em tham khảo bánh xe luôn. Bánh xe là bao nhẹ. Đó, bao ok. Ngon là cành đào nha ha. Đó, phun mạnh dễ ha. Đó, ok. Đó, thắng bao nhẹ nhàng nha ha. Để cho anh em đi chơi đi tour đi phượt nha. Rồi, test cho anh em bánh xe nè. Bánh xe là bao nhẹ nhàng ha. Đó, không sợ về tình trạng cà bố cà đĩa nha. Em làm là như zin cho anh em luôn. Test cái nữa đi, mạnh tay vô. Đó, mạnh tay vô để cho anh em tham khảo có chớn nha. Đó, bao ok. Rồi, cảm ơn anh trai ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên nha. Đang đạp rất là cao, rất sướng nha. Đó, quá ok.